Rồi, mới đây có anh gửi phí cho em và hỏi em cái cách làm một cái video nền trời, cái màu sắc nó âm bản nó hơi là lạ xíu. Thì nhân tiện đây em sẽ quay lại toàn bộ quá trình hướng dẫn ảnh và thông qua các phương pháp hướng dẫn một kèm một online của mình luôn ha. Nếu mà anh chị xài máy win thì em sẽ hướng dẫn qua interview qua mở lại interview và kết nối từ xa là được. Còn nếu anh chị xài máy mát như ảnh, ảnh là xài máy mát nha và em xài máy win thì không thể điều khiển qua interview được thì em sẽ điều khiển qua trực tiếp thằng google chrome luôn ha. Rồi, vô thôi. Rồi ok code. Rồi. Máy mát, máy mát nên phải điều khiển qua cái thằng Google Chrome ha. Rồi, trong quá trình kết nối thì mình gọi nè. Gọi anh đó nè. Rồi, alo nghe anh à, ơi. Nghe anh ơi Dạ. Cái, cái mã nó kết à. nối hơi lâu quá anh nè cho em chờ em xíu nha em cho phép đi. Ok em xem. rồi cái máy máy Win với lại máy mát nhiều khi nó cũng hay hay gặp khó khăn chỗ này anh nhưng mà không sao mình có giải pháp là remote cái cái qua cái hìnhô này nè cái màu của video là anh đang làm trên cấp kết luôn ha Thực ra thằng Premier nó có một cái hay hơn là nó có cái tạm à. cái ven đó à, không anh mình Thật... không có rành Premier lắm Yeah, tại vì nếu mà mình có vroomia là ví dụ như cái vùng ven này, này anh thấy vùng ven này không là người ta à. làm nửa trên này á, là cái màu nó ám còn nửa dưới này là cái màu nó không ám nhưng mà em à. thấy cái video anh gửi em á là nó ám hầu như là hoàn toàn luôn à thì nó là cái thủ thuật kéo màu thôi còn nếu mà anh muốn à. là tách biệt hai phần này riêng ra thì mình phải mát nhiều còn không nữa thì bây giờ mình sẽ tạo anh có một cái video thường không anh nhỉ video mà nó chưa có hiệu ứng video không? thường đây đây ở yeah. trên đây nè à. đây, ví dụ cái này đi dạ rồi thì trong trường hợp này anh để nguyên cái size là này luôn ha 16 chín này luôn ha À đúng rồi anh Dạ yeah, Như giao diện của thằng mát nó đẹp ghê nó có mũi tên này Rồi bây giờ nha Ví dụ như anh điều khiển cái phần full Nếu mà anh cho một cái nền trời á Nền trời không á à. Thì anh dùng nhân đôi cái layer này lên giùm em Ctrl C, Ctrl V này Thì mình sẽ à. ám cái hiệu ứng trên cái video này anh ha Ám hiệu ứng à. trên cái video này trên trước đã Còn cái video dưới mình giữ lại để Ví dụ nó sai thì mình sửa Thì cái này okay. á Anh có thể anh chỉnh trên basic được luôn À. À, ví dụ như anh thấy là cái màu kiểu vậy đúng không thì nó thiên về cái phần saturation thôi. Thì anh cứ đầu tiên anh cứ kéo saturation lên đậm giùm em. đó. Còn cái này Để anh thấy ám tím và ám xanh nhiều hơn à. Anh cứ kéo màu tím lên thôi. Còn khi mà nó không có tím nhiều á thì anh sẽ kéo mấy cái thằng Bitrate contract này trước đã này. Sau khi anh kéo à. xong rồi á thì anh anh mới điều khiển Trừng cái tab can thiệp sâu vào. Ví dụ như cái phần này nè nó có cái phần uh, color wheel á uh, hoặc à. là cái thằng Cover uh, nó cũng có những à. cái thằng HSL thì mình can thiệp sâu vào ví dụ như cái màu xanh trời này, này, này là nó đang nó đang có cái 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 yếu tố màu chính là màu xanh da, lá cây và màu xanh da trời ha. Ví dụ như anh can thiệp ừ. vào màu xanh da trời này. Anh thay đổi thì cái màu này nó thay đổi theo luôn. Ừ. Đó, quan trọng là mình mình thay đổi nó theo kiểu gì á thì em thấy là đang cái 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 sắc sắc độ của nó đang là cần cái màu Càng cái màu gì cần màu uh, tím và màu hồng nhiều thì anh cứ giảm nó về cái màu màu đậm đậm xíu đi à, anh thay đổi về cái mày mấy cái màu này nè ừ. thì cái này là tùy tùy vào cái cách anh làm thôi chứ không 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 thể mà có công thức được cái này là anh cứ kéo sao cho anh thấy thích là được đó còn cái màu xanh lá cây ha màu xanh lá cây thì anh cứ điều khiển bên đây miễn sao nó ra được cái màu mà anh thích còn khi mà mình điều chỉnh xong những cái phần uh, chi tiết này rồi đó thì anh cứ à. anh mới quay lại cái thằng basic lại ha, rồi anh điều khiển lại chung. Anh điều khiển chung cái này. Đó. Đó nó ám lên cái gì đó thì nó sẽ thành ra cái màu theo cái cách anh điều khiển tổng này, cái này là tổng này. Ừ. Thì nó chỉ vậy thôi. Còn nếu mà để mà theo cái màu này nè thì mình hãy tạo ra một cái lúc sẵn để bữa sau mình chỉ cần đổ vào là xong anh ha. Lúc à. sẵn là sao? để em 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 làm xong này rồi em sẽ chỉ, hướng dẫn anh cái lúc sẵn này rồi khi mà mình chỉnh xong rồi mình thấy nó còn thiếu sáng hay là gì đó mình chỉnh vào hả thường thường em thấy này nó âm âm tối tối xíu âm bản rồi cái hsl này quay lại mình chỉnh thêm này ví dụ như cái màu tím này nó sau khi mình chỉnh xong được cái màu tím rồi mình chỉnh lại xem thử là có ám không thì thường thường nếu mà trong cái video mình nó không có màu tím chủ đạo thì nó sẽ không có thay đổi anh ha nó chỉ thay đổi những cái màu ở trong đây thôi anh hình dung được không ạ à? Mình thấy hình như là cái cách bên kia làm á là nó giống như là nó gắn một cái mask lên anh. Nó chồng một cái mà chuyên về, về mấy cái cái lúc hả? Lúc màu ha. Màu trời không á. ẹt cái màu bầu trời ha. À đúng rồi, hình như là nó nó chỉnh riêng cái bầu trời không rồi nó chồng lên trên cái video gốc của mình á. Đâu anh thấy cái video này nè, Nh như anh nhìn cái video này nè. Uh, à. Đây em bật cái này lên. Rồi, anh thấy video này không? nó ừ. ám cái bầu trời nhưng mà nó ám ở dưới rồi nó ám ở dưới luôn rồi còn nếu mà trường ừ. hợp anh muốn là ám riêng cái bầu trời thì nó không phải nha nè anh nhìn những cái video cái phần dưới nó bị ám luôn rồi nè còn nếu mà anh muốn đây nè cái đường nó cũng bị ám một tím anh thấy không cái này thực ra nó không phải là cái cái anh như anh nói đâu tại vì sao cái nền trời nó di chuyển mà nếu mà mình ám cái à... lúc lên á thì cái chỗ này nè anh thấy cái vùng ven đây không nếu mà mình ám à... cái lúc lên đúng không ám cái hình ảnh hay là cái nền màu như anh nói thì nó sẽ bị sai lệch với đám mây liền. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng nó không không có không có phải như anh nghĩ đâu. Còn cái này thực ra người ta đã chỉnh sẵn. Anh cứ kéo làm sao cái màu như anh thích. Tại vì em hiện tại em không biết cái màu đó uh, nó là công thức gì thôi. Nhưng mà cái cách thay đổi của nó vẫn là trên cái nguyên tắc này. Thì anh cứ thay đổi cái HSL này những cái phần thông số này sao cho nó ra được cái nền trời nhanh ưng nhất á. Còn nếu mà nó không ưng á thì anh cứ quay lại anh chỉnh luôn dùm em cái thằng basic Tại vì basic nó có nhiều thông số Để khi mà anh chỉnh xong rồi đó thì em sẽ nói cái phần này Ví dụ như anh, anh tạm thời anh đừng có quan tâm cái phần dưới nha Anh chỉ cần à. là anh quan tâm cái nền trời nó ok quan tâm chưa cái đã cái trời thôi Đúng rồi à. anh cứ quan tâm cái trời dùm em Ví dụ như anh thấy là Saturation chưa được hoặc là Bitrate chưa được Hoặc là sau đó thì à. anh cứ kéo làm sao cho nó ra được trước đã Còn lát nữa em sẽ hướng dẫn anh cách lưu lại luôn lưu cái nền này bữa sau mình 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 ám cái lúc lên là nó nhanh hơn. Cái này ví dụ như em kéo cái nền trời nó tối lại hoặc là sáng lên là tùy em nè. À. Hoặc là bây đồng... giờ dựa vào kinh nghiệm của anh nó có cách nào anh làm cho nó thành màu cái 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 giống như là cái màu, màu đầu tím. tiên á là màu tím, thứ hai á là cái màu xanh xanh giống ở phía trên cái đầu tiên á. Xanh xanh giống phía trên đầu tiên này em thấy là do thứ nhất á là cái phút tịch người ta quay ra nó nhiều nó nhiều cái mảng màu ví dụ anh nhìn anh nhìn vô đây nha anh nhìn vô đây à. thì cái màu nguyên bản của nó là chỗ đây nó sẽ là màu xanh nè đúng không chỗ này nó ừ. sẽ là những cái đám mây màu đen và cái phần ừ. này là cái màu gốc của nó nó đã như vậy rồi người ta chỉ kéo ra một xíu là nó sẽ ok còn cái trong trường hợp này phút tịch của mình anh nhìn hầu như là nó không có sự thay đổi nhiều nên ừ. nó mới ra màu thế này nhưng mà nếu mà hồi nãy giờ anh có một cái nền trời nó đẹp hơn á và nó ok hơn ừ. ấy, thì em nghĩ là cái màu nó đã khác rồi chứ không phải như vậy có nghĩa là sao à. nó sẽ có hai ba yếu tố yếu tố đầu tiên ấy là mình phải quay được cái phút nó từ tựa, tựa như người ta này nè ừ. nếu mà không nếu mà không được thì cái may phải nhiều anh ha cái này cái này mình không thể chỉnh được cái may nó phải nhiều này là người ta quay cái cái may nó đẹp rồi đó được. yếu tố thứ nhất yếu tố thứ hai á trong trường hợp này em sẽ quay lại cái video này. Yếu tố thứ hai là sao? Là anh hãy chỉnh hai tắp màu. tắp màu đầu tiên là anh chọn mình này, anh chọn basic. Anh chỉnh basic. những cái thông số này, anh quan tâm về nền trời thôi nha. Rồi. Rồi, rồi, và cái thứ hai là cái thằng HL này là cái kênh màu chủ đạo. Ví dụ như kênh màu xanh nhiều thì anh kéo cái màu xanh thì nó sẽ thay đổi luôn. Đây. Đó anh thay đổi cái màu xanh này nó sẽ thay đổi luôn cái màu của nó luôn này. Anh thả chuột vô em ha để cho nó dễ làm ha. Đấy, ví dụ như vậy thì anh thay đổi thì nó sẽ thay đổi theo đấy là cái yếu tố thứ hai và cái yếu tố thứ ba là gì yếu tố thứ ba là mình chỉ cần sell cái vui sách này lại bữa sau mình kéo vào là mình xài luôn nhưng mà em nghĩ nha, ừ. em nghĩ là nó chỉ áp dụng cho trường hợp cái phút tịch nó chung chung thôi ví dụ như anh quay đà nẵng đi thì nó khác ừ. nhưng mà khi anh quay ở đà lạt nó khác thì cái này mình phải chỉnh tay nó thiên à. về cái cái chỉnh tay hơn chứ còn không có một cái lúc nào mà như anh nói là nó ám lên và nó đẹp nó đẹp cho tất cả mọi trường hợp thì không có mà nên là nếu mà bữa sau anh chỉnh á, thì tốt nhất là mình cứ chỉnh sao cho mình biết cách chỉnh nó 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 vẫn hay hơn còn cái lúc á ừ. lúc thì anh cứ quan tâm cái phần filter này nè anh quay qua đây anh sẽ ám thử một cái lúc nào đó anh thấy ok và anh chỉnh lên thì được à, cái này thì nó có ừ. sẵn rồi nhưng mà em nghĩ là nó nó không hợp lý cho từng trường hợp đâu ví dụ như em ám một cái lúc này ha nó có sẵn trong máy rồi em kéo ra này đây thì cái này em tắt tạm thời cái màu thứ hai đầu tiên này nha và em thấy cái màu thứ hai à. này cái lúc này Đấy, nó sẽ ám lên và cái màu mình kiểu kiểu như vậy. Đây à. trước cái lúc đây tắt cái này và sau cái lúc này thì nó cũng thay ừ. đổi nhưng mà nó không thể nào mà nó anh anh nó thấy cái này không... màu giống như Đúng cái rồi, kia. nó sao mà nó thay đổi được trường hợp là mình sẽ tùy biến nó sao cho nó Nó khác biệt nó đậm hơn bình thường nó mới, mới được nha đây em sẽ bật này lên lại nè thì cái này thì mình cách mình chỉnh thôi đó anh cứ thấy là mình chỉ có chỉnh kênh màu chủ đạo nè, anh nhìn vô đây. Nhìn vô cái media của mình, cái màu chủ đạo người ta làm là màu tím. Hiện tại em chỉnh màu tím nó ok rồi. Còn cái này ừ. nó tối thì anh hãy quan tâm cái phần contrast và cái độ sáng, đó em kiểm soát cái này. Còn khi mà mình thấy là cái màu nó buồn buồn hoặc là màu xanh xanh nhiều hơn thì anh lại quay ra cái thằng HSL này anh chỉnh cái màu xanh nó cao ừ. lên. Ok. Đấy, nó chỉ vậy thôi, nguyên lý nó chỉ vậy. Còn khi mà anh thấy là cái màu này bữa sau trong trường hợp khác anh dùng được, anh hãy self reset này lại. Rồi, anh đặt cái tên cho em ví dụ như là à, nền nền tối đi, ha hoặc là nên trời ừ. đi, rồi anh xếp lại ha. Rồi, OK. Bữa sau anh chỉ cần vào trong cái mục OK nè Bữa sau anh chỉ cần vào mục màn này, anh chọn cái preset đấy, thì nó có cái phần nền trời em bản, à, nó lưu ở trong cái không gian nào. Đấy, ví dụ đàng như đàng. vậy, anh thấy không? thì bữa sau anh chỉ à. cần kéo xuống còn cái trong trường hợp này em sẽ nói về cái phần là chỉ một cái màu của nền trời thôi thì anh hãy chọn vào cái thằng basic dùm em này ha ừ. à, anh chọn lại cái thằng video này anh chọn dùm em cái phần uh, video anh sổ cái này qua nha anh chọn lại dùm em cái phần video nha đây và anh Được. chọn cái phần mát dùm em này thì anh mát mát cái cái nửa nửa này ha à. thì Được. anh sẽ kéo nó gần trong phần là nó chỉnh được cái đường biên này nó chính xác luôn còn không thì anh cứ, à. cứ xoay cái góc cho nó hợp lý là được nó không cần phải okay. chính xác lắm đâu đây em sẽ xoay ờ, bên em nó hơi lát em sẽ xoay nó hơi khó thì anh xoay làm sao cho nó vừa vừa kiểu này nè rồi okay. rồi anh để ở đây và mình cho cái biên nó mềm ra ví dụ như hiện tại mình tích ra ngồi này thì nó rất là gắt anh thấy không ừ. à, nhưng mà khi mà mình ờ, cái này là cái phút tệ nó di chuyển rồi là mình sẽ làm được một đoạn minh họa thôi nha chứ em không thể làm ừ, hết ừ, được hoặc là mình khay okay. phim rồi ví dụ như vậy anh kéo cái filter này lên này đó à. thì nó sẽ tản ra nó sẽ tản ra và nó mềm biên hơn cái hình ảnh của okay. mình nó khác này cái kiểu kiểu như vậy rồi còn trong quá trình okay. mà nó nếu mà nó xoay nhiều quá đây anh thấy là đây nó vẫn bình thường nè nó vẫn ok nè cái cảnh ừ. này là ok nè ừ. không có gì không gì thay đổi hết rồi okay. cái cảnh chuyển của cảnh khác thì mình phải xử lý lại nha chứ còn không thể ừ. mình để nguyên gì được anh ha rồi anh hình dung được cái này chưa? Rồi, rồi cái còn, này mình còn nếu không? mà anh muốn ám luôn lên á thì em nghĩ là không cần cái mát đâu. Ám luôn lên thì anh đâu có cần cái mát đâu. Ám luôn lên thì anh tắt cái má ra đi. Còn uh, mình, của người mình ta ám nguyên cái nguyên cái video đó, anh. Dạ. Còn của người ta thì em thấy là nó ám nguyên cái video này. Còn của mình thì anh muốn làm xịn hơn thì anh, 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 anh tắt cái mát ra cho nó, nó à. chỉ ám lên nửa trên thôi. Đấy, à, à. nó sẽ ok hơn đó nó chỉ là nguyên lý vậy thôi anh ha còn bữa sau anh ví dụ như anh có cái phần lưu rồi nè có phần lưu ở đây rồi nè thì ừ. chỉ có việc anh kéo cái video vào và anh ám cái này lên là anh chỉnh chỉnh lại là xong đây nè ừ. anh, anh tìm giùm em một cái video thường dùm em đây ha chẳng hạn cái này đi rồi ok ví dụ như em sẽ kéo cái này vô này thì cái trong trường hợp này nó lại khác nha cái cái không gian và cái cái cái, cái cách cái cách nó hiển thị nó khác rồi nên là ám cái lúc lên nó cũng khác luôn rồi ví dụ như cái này anh muốn kéo cái lúc vào thì anh chỉ cần video mới đúng không anh chọn dùm em cái phần ở xóm này anh ừ. chọn đúng cái không gian của anh này là, là, là ừ. cái cái không gian lưu ấy anh kéo cái này xuống thôi rồi khi mình kéo này xuống thì mình lại trạng này ra nhưng mà anh thấy trường hợp này nó nó khác không ừ. tại vì sao tại vì cái không gian và thời gian cũng như địa điểm hay là cái cách quay của mình nó khác nên trời nó cũng khác nên là nó không có được như cái cách cái video đầu tiên của mình đâu mà trong trường hợp ừ. này thì anh thấy vậy thì anh có thể là anh ám cái cái phần mát lên trên cái lúc này luôn Đây nè Còn trong trường hợp mà nếu nó không ám được cái à, Cái này nó không ám được cái lúc anh ha Không ám được cái lúc thì anh hãy Anh hãy nét Với một video Rồi, Em chỉ thêm cho anh này Ví dụ như trong trường hợp này anh đâu có mát được đúng không Video thì anh mát được. được nhưng mà cái lúc này anh đâu có mát được đúng không ừ, ừ, ừ. Thì anh hãy nhân đôi video này lên Ctrl C Ctrl V cho em cái Giả sử em có một cái này đúng chưa Thì em được. không em không có mát được thì em sẽ Copy bị cái này luôn này Click chuột phải này Chọn cái thằng là Click uh, Combo Clip này Rồi right. Rồi Có nghĩa là mệt nó lại á Rồi bây giờ anh mát vô tư luôn ha Rồi anh tắt cái này ra nè Thì nó ở trên nó mất à, Đó Còn cái này tắt bật lên thì nó bình thường lại đúng không Rồi bây giờ anh mát này Anh mát thoải mái Và anh có thể anh kéo cái nền Filter này Ví dụ như là em anh kéo cái filter này lên Cho nó tràn ra right. Đó như vậy là mình đã được một cái video rất bình thường luôn. đây, đây, Đấy, nó vẫn được cái nền trời và cái tuyết tuyết này nó hơi lan ra xíu. trong mùa mưa quá. thì nó vẽ được cái mát này luôn, à. vẽ được cái được độ, độ cong độ biên này luôn, mà trong cấp kết thì nó thiếu chuyên nghiệp hơn xíu. nhưng mà với cái yêu cầu của video của anh thì như vậy thôi, là nó đã đáp ứng được rồi nè. À. rồi, à, còn trong trường hợp anh chưa hài lòng nữa thì anh nên anh nên copy màu anh đang xài cái bản Pro hay sao nha? ờ, mình xài bản Pro anh. Rồi, bản Pro thì em sẽ chỉ luôn cho anh một cách nữa cái này em chỉ thêm thôi. Nhưng mà em nghĩ là nó sẽ tốt cho anh luôn. Rồi ví dụ như cái video này em sẽ tạm thời em xóa đi anh ha. Tạm thời em xóa này này. Rồi, nè. rồi. Rồi bây giờ em có một cái video màu thế này. Thì rồi. hiện tại nha, hiện tại thì mình nên tạo ra một cái xét mới đi anh. Tạo ra một cái project mới đúng, đúng không? Đúng rồi, anh? đúng rồi. Ok. Rồi, ok luôn đi ha nó hơi lát à nó hơi lát tí nó đâu hơn nha rồi ok ví dụ bây giờ nha em sẽ em sẽ cho lại cái video hồi nãy có màu á anh có cái màu anh nâng ý đó. rồi anh chọn cho em một cái video thì em Đấy. sẽ em sẽ tạm thời em cắt cái ảnh này ra em kéo xuống dưới tham like này hơi lát quá rồi khi mà em có video thế này đúng không thì em sẽ tạo ra cái book ở đây nè em tạo ra một cái đây giả sử cái khung cảnh này em thấy cái màu ok rồi đúng không em edit lại này. edit này rồi, em lấy cái hình này luôn. Khi mà em lưu video em complex này thì em lưu. Thì nó sẽ tự bọc ra xuất ra đó, thì nó sẽ tự tạo ra một cái video và một cái hình ảnh. Ví dụ em để ok và em lưu ở ngoài desktop đi. Rồi, giả sử như vậy thì lúc này mình đã có được một cái hình đúng không nhỉ? Cái hình và rồi. cái clip. Thì bây giờ em sẽ tạo ra một cái em em cộng vô một cái video anh muốn chỉnh này. Đây giả sử cái video này à. đúng không? Em vào. Rồi rồi, cái đó cái này thì à, cái cái khác chứ cái này thì nó không có không có không có liên quan lắm đây cái này đi rồi bây giờ em xóa tạm thời cái này đi cái này em không không còn giá trị lợi dụng nữa thì em sẽ kéo cái này xuống rồi cái này thì nó dài quá em sẽ cắt bớt khúc rồi cho nó nhanh rồi khi mà em có được cái video này thì em muốn ám cái màu này lên cái này đúng không thì em chọn lại dùm em anh chọn dùm em, em cái mình rồi nó có một cái phần liên kết màu auto thôi Ủa bên anh không có cái phần liên kết màu rồi Thường thường nó sẽ có một cái phần uh, mát màu chung nữa Cái mát bản, chung bản này không? thì nó không có luôn Nếu mà anh xem cái video mới nhất của em ở trong cái mục là tất cả tính năng của cấp kết Pro ấy, thì có những bạn là có cái tính năng tính năng là mát màu chung còn không thì nó sẽ có cái phần auto thôi Hiện tại thì nó không có tính năng đó Nếu mà mình mát màu chung ấy, thì mình chỉ cần cho cái hình vào trong cái cho cái hình vào trong cái phần đó thôi là nó sẽ tự động nó sẽ chỉnh cái màu này theo cái này luôn. à hay, à, hay. hay hơn thì em nghĩ cái này nó sẽ phù hợp với lại cái trường hợp của anh nè nhưng mà trong đây thì nó không có anh có cập nhật cái bản mới nhất chưa anh nhỉ? Thì bản mới nhất rồi đó anh. rồi vậy thì thì, thì thì em chịu phần này rồi nói chung là nếu mà không có cái phần đó thì anh chỉ có việc là anh anh chỉnh cái màu sao cho nó ra được là cái cảm cái cảm giác của mình và cái cách mình chỉnh những cái thông số này này chứ còn Chứ còn không có một cái lúc nào nó ám vô mà nó được đâu anh rồi dạ yeah. à, bây giờ ví dụ nha mình muốn lấy cái mình muốn cắt cái bầu trời này mình muốn gắn qua đây á anh dạ yeah. theo cái kiểu giống như vậy này à em hiểu rồi nó 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 vẫn là map á rồi, nhưng mà anh. có có những cái mà nó dướng cái cây dừa để mình tìm cái video đó nha tất nhiên là mình phải quay một cái cảnh bầu trời không và mình mát thì nó nè, cũng chắc, không chẳng nó... hạn khi khi mà mình map mà nó có một cái đối tượng đứng ở trên á, yeah. anh chồng hướng dẫn mình chồng ảnh. Với lại nó có một cái uh, cây dừa này. Nè, mình mình muốn làm theo kiểu uh, như thế này. À. hoặc là mình map nó mà nó vướng cái dừa này không biết map được không ta? <laughs> vướng cái dừa nó hơi khó anh nha, tại vì cho dù những cái phần mềm chuyên nghiệp á người ta cắt ghép thì, thì 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 những đối tượng mà nó phức tạp á thì cắt tay không bao giờ được à. kiểu chỉnh tay kể cả những phần mềm After Effects hay là Premiere chỉnh tay cũng rất là khó trừ khi cái này mà... map được không anh được anh máp map kiểu này được không được anh ví dụ như anh có một cái cửa à. sổ anh. hoặc là một à. cái, cái 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 phần phần nhưng mà cái này là cấp kết mát không được rồi đấy chỉ có xóa thôi à. ví dụ như em sẽ hướng dẫn anh cái cách này nè anh có một cái đối tượng nào đó ví dụ như là một ngôi nhà tòa nhà gì không đây em sẽ cho anh xem à, trường hợp này đi em giả sử trường hợp này đi ha mình sẽ cắt bít ngắn lại nè mình cắt một, đoạn nhỏ thôi để mình làm cho nó tiện thôi không không cần phải dài lắm đâu tại vì dài nó lâu đây giả sử trường hợp này anh thấy là cái nền trời đúng không nó chạy qua khúc rồi giả sử trường hợp này đi chừng này thôi thì anh muốn mát theo kiểu chi tiết á, thì anh hãy chọn giùm em cái phần là video kết out ha. thay vì mình chọn auto á, thì mình chọn cái thằng kết thơm rồi bây giờ mình rồi. sẽ chọn cái size Ví dụ cái size này anh ra vô anh thấy nó nhỏ này anh tăng cái size lên Vẽ nó tiện hơn tăng lên xíu nữa ừ. Rồi bây giờ em sẽ chọn cây bút brush này Em tô vào cái vùng mà em cần mát này à. À, Em tô vào cái vùng này Thì tự động nó nhận dạng đúng không Nó nhận dạng cho à. mình rồi đúng không Thì bây giờ anh apply Thì mình đang làm ngược này anh thấy không à. Mình đang làm ngược rồi Thì mình có thể là <laughs> mình tô lại mình xóa cái này đi rồi còn mình dưới nó lại ha à, mình sẽ chọn lại cái bút brush và mình tô dưới tô dưới này thì anh tăng cái size giùm em anh tô này thì không không có khó khăn gì đâu mình tô thử nó nhận dạng được không thì mình tô thêm thôi Nên, nó tô thì nó đơn giản lắm đấy cái này thì nó ai ai rồi nó nhận dạng cũng tốt rồi thì mình cứ tô tô thôi anh thấy nó ok là xong đúng không xong rồi ừ. rồi, là anh apply này rồi nó nó được như vậy rồi thì anh chỉ cần anh kéo cái nền trời của người ta này cái nền trời này là cái nền trời em nghĩ là người ta chỉnh rồi nè đây kéo vào và cái này thì sao cái này thì mình đặt ở dưới cái này đặt ở trên kéo nó lên rồi nó nó sao nó không có hiển thị ra nó bị lát quá vậy còn cái trong trường hợp nó còn bị lỗi cái này lỗi cái kia là do cái mát nó chưa chuẩn ấy, thì anh sửa lại trong đây rồi tới cái đoạn này thì anh lại tiếp tục anh chọn là cái thằng custom mây nè Chọn live rush này. Hồi cái ừ. này anh ta có thể tẩy cái này đi. Nhỏ này lại. Tẩy luôn cái này luôn cho nó khỏi bị lỗi, cái này nó xấu. Nhưng mà tạm thời là vậy, còn anh thấy là anh phải nhìn vô cái phần nền trời để anh di chuyển lại nha. Ví dụ như anh thấy cái nền trời đang đứng yên này. Ừ. Trong khi cái này nó đang di chuyển. Đúng rồi, di chuyển của mình phải. Vẻ. Di chuyển của anh phải thì anh hãy tạo giùm em một cái keyframe cho nền trời nó di chuyển theo luôn, ví dụ đây. Từ đây đúng không? Anh tạo giùm yeah. em một cái phần position ấy, basic. Basic này. À, anh chết. anh làm từ từ cái phần này dùm thiên nha rồi em em sẽ làm từ từ nha nhưng mà nó bị lag quá em điều khiển không được luôn này do <laughs> <laughs> mạng hay sao anh nha chắc do mạng anh đừng reset theo kiểu là là đó, anh click chuột phải chọn re reset cho nó đỡ bị lag thôi này không có refresh giống như là cái Windows anh chết rồi chết rồi rồi anh tắt ra đi anh tắt ra mình vô lại thử nó được đỡ bị lag không tại vì nhiều khi nó bị mình sử dụng hiệu ứng nặng ấy à yeah em dùng máy win quen rồi trước giờ em ít dùng máy rồi ví dụ do như cái anh. máy máy win của mình nó bị hư ôi rồi nó, nó đâu rồi <laughs> cái này không phải <laughs> Ai, phải cái này không anh nhỉ đúng rồi anh ha đúng rồi anh rồi hình như nó dài quá nè nó dài quá thì mình cắt bớt cái khúc này đi à, mình xóa bớt đi nó bị lát đúng rồi đó mình làm mẫu quá mà Xóa với cái này đi Rồi Anh zoom lên ha Anh zoom lên anh thấy cái nền trời nè anh nhìn nền trời nó có di chuyển chưa Rà. À nền chưa, trời nó đang bị đứng Nó đang Rà. bị đứng Thì bây giờ mình khay frame Khay frame thì anh tích vào đây nè Anh chọn giùm em Anh đừng quan tâm cái này lắm nha Làm kỹ nó sẽ đỡ hơn à. Hoặc là mình xử lý sâu ha Còn bây giờ okay. mình chỉ tập trung vào cái phần di chuyển nè Anh thấy cái position này không Khoan Rà. khoan anh ở xíu nha anh làm lại vô basic rồi vô phần position đúng không? Đúng rồi, anh chỉ đơn giản là cái này là video mà, cái này là một video thì anh vào video vào basic vào cái thằng position thôi ha. Rồi. Anh lít một cái keyframe ở đây. Anh di chuyển tới một cái đoạn mà anh nghĩ là nó sẽ nó sẽ thay đổi giá trị của nó, đúng chưa? Ừ. Thì anh Được. sẽ đặt tiếp một cái keyframe nữa hoặc anh dịch chuyển cái nền trời qua. Thì nay mình quan sát thôi, mình quan sát này. Cái này nó vừa di chuyển dịch lên dịch xuống này kia lên liên tục á ừ. thì nó sẽ có hai cách làm em sẽ làm cách đầu tiên trước cho cái đầu tiên á, là anh hãy di chuyển theo cái cách anh cảm nhận đây anh sẽ nhìn này, anh dịch chuyển này đó, có thể anh dịch chuyển kiểu này đó thì nó sẽ thay đổi cái bầu trời nó di chuyển một xíu rồi nè tới đây nó lại đứng yên đúng không tới đây thì nó hết rồi tới đây nó hết rồi mà nó lại đứng yên ấy nó chạy qua thì anh hãy dịch chuyển cái bầu trời qua luôn đó thì mình sẽ được một cái theo cái cảm giác thôi cái cảm giác của mình mình làm à. thì cái bầu trời nó không còn đứng yên nữa nhưng mà nhiều khi nó cũng không tương đồng lắm đúng không anh nhỉ đúng rồi nó chưa tương đồng lắm thì anh hãy nhân đôi cái này lên em làm cách thứ hai này control c control v ra rồi cái này thì em tạm thời em tắt cái dưới này rồi em sẽ xóa những cái keyframe này đi clear keyframe ha à, nếu mà không xóa được cái keyframe thì anh lít vào từng điểm key á delete bình thường thôi làm với thủ thuật là truck mask truck ví dụ như đây ban đầu là nó ở đây thì anh hãy chọn vào cái đối tượng đây. Mình tracking kinh này. Thì em chọn tracking, Thì em chọn cái thằng forward đi. Rồi em chọn vào cái 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 cái, cái, cái thằng biển này cái biển này di chuyển yeah. theo. Ví dụ vậy. Thì cái này di yeah. chuyển thì cái này di chuyển theo luôn. Bây giờ mình bắt đầu mình track này Track cho nó chạy. Nó chạy trên anh vẫn chưa anh anh à, start đi anh à, nói start thử <laughs> bị lag rồi rồi đấy cái mình cái cái biển di chuyển thì cái này nó di chuyển theo thấy không à, là hầu rồi. như là ok rồi nha hầu như là ok rồi vấn đề của mình á là cái cái này nó hơi nhỏ nền trời nó hơi nhỏ so với lại cái à. thì bây giờ mình sẽ quay lại mình scale nó to lên thôi là xong rồi nó chạy tới đâu rồi ghê vậy rồi bây giờ nè anh quay lại đây cái chỗ đoạn nào không thiếu á, thì anh sẽ anh qua vào video này anh tăng scale này lên cho em tăng đến khi nào mà cái độ ô hãy continue chứ continue này. rồi anh thấy không thì hiện tại cái màu đèn mình trời của mình nó sẽ di chuyển theo nè đấy Được. thì có những cái đối tượng mà anh trắc anh trắc anh nên để ý nha cái biển này thì thực ra nó chắc cũng chuẩn đấy. Nhưng mà anh nghĩ là em nghĩ là cái những cái đối tượng mà nó gần gần cái nền trời nó sẽ chuẩn hơn, ví dụ như cái cây này. Ừ. Tại vì mình lấy cái đối tượng này nó xa quá, thì cái nền trời nó thay đổi quá nhiều. Thì anh hãy chọn à. một cái cúc nào mà anh nghĩ là nó hợp lý xong mình trắc thử. Thì nó có hai cách cho anh làm đấy, một là keyframe hay là trắc đấy. Thì anh áp dụng sao cho nó hợp lý. À, à. cho mình hỏi một cái anh. Làm mà bây giờ nếu mà mình map theo cái kiểu mà nó có cái 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 vật cản ở trên đây nè map mà mình phải trồng thêm á anh dạ à anh hướng dẫn giúp mình cái này cái trồng thêm thì anh cứ tô thôi nếu mà trong cấp kết thì nó thiếu chuyên nghiệp hơn thì em nghĩ là nó sẽ không có chính xác được nhưng mà anh anh thấy cái này không anh thấy cái này thì giống như cái mình tô hồi nãy đấy à không ý ý mình nói là bây giờ ví dụ nha mình có một cái màu của cái nền trời này ha dạ yeah. à ví dụ mình ví dụ cái nền trời này hiện tại đang là màu trắng à. mình có một cái tấm hình màu đã làm thành cái màu nền trời này bây giờ mình trồng lên trên đây thì khi mà mình làm như vậy nó sẽ bị một cái đối tượng nằm ở phía phía trước vậy đúng không đúng rồi đúng rồi thì làm sao để trồng lên để mà nó không có bị tại vì mình thấy là cái cách làm hiện tại của của một số bạn là làm theo kiểu là sẽ copy thêm một cái 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 cái, cái video chính này nè yeah. lên trồng lên phía đằng sau nữa Ờ à, đúng rồi nên à nên giờ anh hướng dẫn giúp mình cái đó ví dụ như anh muốn chồng lên sau thì nãy giờ em hướng dẫn như vậy thì anh cũng có thể áp dụng được rồi này ở à, cái này thì anh đã, đã áp dụng được rồi viện tô nếu mà anh tô cái có đối tượng đây đúng không cái cái video gốc ừ. đúng không thì anh cứ tô lên trên một khúc nữa là cái này nó ở sau thì nó nhận dạng được rồi đấy là cái thứ nhất cái thứ hai thì anh có thể hòa trộn hòa trộn là sao ví dụ như nè đây là một video đúng không đây là một video được. luôn rồi thì anh hòa trộn chung với hai cái đó chung với nhau đây nó hơi 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 phức tạp ở chỗ này xíu rồi em xóa cái này đi đây mình 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 nói cái này nha ví dụ bây giờ mình ví dụ vậy đi bây giờ sửa video này mình xóa cái này nha rồi anh xóa đi ví dụ bây giờ mình muốn sửa cái video này thành cái màu trời này à anh muốn hòa trộn chung lại thì cũng không được cái này thì nó cũng hòa trộn không được thì nó có chế độ mốt ở đây nhưng mà mình em nghĩ là cái nếu một khi mình đã hòa trộn rồi thì nó lại ảnh hưởng cái màu rồi Hay là ảnh hưởng là không không được đúng không mình lại để là có nghĩa được. là bây giờ mình mình muốn làm cái hình ở bên dưới này nè thay cái bầu trời thành cái màu trời màu hồng ở phía trên em biết rồi em biết ý của anh rồi nhưng mà nó thực ra là à. nó hơi 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 khó ở chỗ là mình phải mát trước đã tất cả những cái phần thay này á, mình đều phải mát anh nha tất cả à. đều phải mát thôi chứ không có một cách nào khác đâu ví dụ như em về mát đúng không mát thì bây giờ mình sẽ cứ copy cái này lên trên đã đây copy thêm một cái giùm em nè copy cái này đúng rồi anh cứ nhân đôi nó lên rồi. rồi. tạm thời em đóng cái này lại nè đó thì anh thấy á này đang nhỏ hơn đúng không trăm rồi thì anh thấy cái này á thì anh chỉ có việc là anh lấy một chiếc xe và cái này đúng không người này đúng không? Ừ. thì mình phải mát thôi, bắt buộc phải mát thôi. thì nếu mà để mát thì anh cứ làm như cách em hồi nãy ấy. trong cấp kết này thì nó sẽ không chuẩn bằng những cái phần mềm chuyên nghiệp khác đâu. ví dụ như ừ. em chọn lại cái thằng kết ao, video kết ao đúng không? em lại chọn cái thằng này thôi. thì nó chỉ có một cách thôi mà. Thì anh cứ chọn cái sai này, rồi anh vẽ này. đây, lại y khi nãy em làm không khác gì hết. À. thì nó chỉ có một cách này thôi, bắt buộc. Nhưng mà trong Premiere hay là trong After Effects ấy, thì nó sao? Nó mát chuẩn hơn. Rồi, ví dụ như vậy thôi ha. Em sẵn em tắt cái này đi. Đó, em sẽ được một cái mát như thế này. Bật cái này lên. Tất nhiên là cái này phải dưới rồi. Rồi. Rồi, cái này ở trên đúng không? Trên mà sao nó hồi nãy em là em đang mát mà em chưa apply đúng không? Đây chọn lại này. Chọn lại cái này nè Em vẽ rồi mà sao nó bị mất rồi 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 giả sử như vậy anh em, em apply, em apply nè Còn trong trường hợp anh làm phần mềm chuyên dụng hơn ấy, thì nó sẽ vẽ Nó cho anh vẽ giống như là trong Photoshop vậy đó Nếu mà à, anh xài Photoshop thì anh sẽ mình, biết Mình thấy là bây giờ mục tiêu của mình là muốn mình Chắc là cái phần Mask này á nó là một phần thôi nhưng mà chỉnh là cho nó sai màu giống như màu, màu 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 tím màu hồng này nè. Là cái mình muốn muốn tập trung làm nhất. Đúng rồi thì là chỉnh, thì nó chỉ chỉnh có cho hai cái... cách. Nó chỉ có hai cách thôi. Là chỉnh màu tự, tự chỉnh tay ha anh. Đúng rồi, anh chỉnh tay thôi và anh lưu lại thôi, chứ còn nó không có cái cách khác được tại vì sao hiện tại anh đâu có biết cái 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 thông số thông số người ta chỉnh ừ. đâu. Ví dụ như anh biết thông số người ta chỉnh thì anh chỉ có việc có là Có cách nào mình hút mình hút màu rồi mình mình chọn những cái vùng để mình thay thế màu được không anh? Tất nhiên là trong premiere thì nó có nhưng trong cấp kết thì hiện tại nó không có. Và gì à. và cái bản cấp kết thì nó có một tính năng em hướng dẫn anh đó, nhưng mà hiện tại cái bản của anh nó đang bị ẩn và nó không có tính năng đó thì em không có hướng dẫn được cái đó. Thì nó có em anh lên xem lại cái phần Pro của em á, em hướng dẫn là 15 15 tính năng trong cấp kết Pro á thì nó có cái tính năng đó. À. À, anh xem thử anh tham khảo. Còn hiện tại nha, anh nhìn đây đấy thì anh nhìn thấy không à thì nó cũng vậy thôi nhưng vấn đề là mình sẽ điều khiển cái này làm sao cho nó trắc theo như hồi nãy thôi nó có một cách thôi ừ, ừ. thì bắt buộc cái đó là bắt buộc rồi cái đó là 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 Đâu, bắt... bây giờ anh anh nhấn video cho nó chạy được xem thì tất nhiên là cái 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 trời ở dưới là nó chạy theo video của nó còn cái này ở trên thì nó chạy theo video của mình nên là chưa chắc à. là nó đã chung với nhau nhưng mà nếu mà anh thấy chấp nhận được thì mình để nguyên <laughs> nhìn nó hơi giả tất nhiên là nó sẽ không nó không có đồng bộ được tại vì sao tại vì hai cái cảnh nó quay khác nhau mà ừ. còn anh muốn chỉnh thêm nữa thì anh cứ chọn cái này vào voice này nó hơi bị lag ha anh chọn vào voice anh điều khiển giùm em cái phần scale ấy cho nó mất luôn mấy cái ngôi nhà này luôn thứ nhất ấy, để mà làm tốt ấy thì anh cứ thử cái thằng cấp kết pro nhưng nó có cái tính năng là xin màu là à. là trường hợp xử lý là hiện tại anh không có rồi cho dù anh cài quinh, cài lại nó cũng không được đâu nên là anh ừ. hãy thử một cái máy khác mà anh cài vào nó có cái tính năng như em nói anh xem video của em á nó có cái tính năng đó thì anh cứ thử là em sẽ hướng dẫn anh nó rất là dễ nó à. là nó sẽ rất là tiện cho mình luôn chưa chắc nó okay. ra được cái màu giống của người ta là một trăm phần trăm nha nhưng mà nó ra được 70% phần trăm mình chỉnh thêm là nó ok đấy ừ. đấy là cái số thứ nhất cái thứ hai là mình chỉ có một là mình lên cái phần mềm chuyên nghiệp hơn thôi là Vromia thì mình mới làm Premiere thì sử dụng nó có nó có rắc rối hơn cấp kết nhiều hơn không anh tất nhiên là nó nhiều hơn nhiều anh nha tại vì nó là một phần mềm pro <laughs> nó chuyên, chuyên nghiệp hơn đúng, đúng rồi, rồi nó chuyên à. hơn và nó mát rồi này kia nó khó thông số nhìn à. vô nó không có trực quan như vậy đâu nó là những cái tháp à. ẩn và toàn là số liệu không thôi và nhìn vô ừ. đối với người mới thì nó hơi khó nhưng mà à. nó đủ cái cơ sở giống như là công cụ mình muốn mình muốn cái video mình nó khó hơn yêu cầu nó cao ấy, thì mình phải phải sử dụng phần mềm phần mềm chuyên nghiệp mình mới 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 có ừ. thể là mình mình áp dụng được còn cái này á, thì hiện tại đây là cái cách tối ưu nhất em hướng dẫn anh ha. Hồi nãy giờ em chia sẻ chắc cũng hơi nhiều nhiều cái cái ngồi lề rồi đó. Nhưng mà bây giờ nè, máy của anh nó đang bị đơ. Tạm thời anh tắt này em bật lại đi em scale nó tự thử to lên thử được không anh nha. Thì anh anh thấy là nó nó có hợp lý chưa? Còn à, nếu nó chưa được thì anh chỉ có việc là anh khi phim như hồi nãy em làm á, phim như hồi nãy em làm là được. Cái thứ cái kia anh nha, không phải cái đó đâu. Cái ngồi cùng ấy. không cái đó là cái mới anh mới bật là khi nào anh mới bật là nó sẽ ngồi cùng còn cùng... đó rồi ví dụ như vậy anh thấy cái này nè anh chọn vào đây đúng không anh chọn rồi. em cái thằng scale to lên scale ở trên đây scale to lên xíu để cho nó làm gì nó à bắt... nó phủ lên luôn, luôn nó mất luôn mấy cái cái mà ngôi nhà của cái video góc dưới rồi ừ. mình lấy cái này thôi rồi mình xem thử nè nếu mà nó được rồi thì mình giữ nguyên còn không được thì thì mình sẽ cái này là một video tĩnh còn này là một cái nền trời động ừ. thì nó không hợp lý nếu mà anh cứ tĩnh thì anh để nguyên tĩnh luôn động à. thì động luôn thì nó sẽ hợp lý hơn <laughs> chứ còn cái này nó đang tĩnh mà thì cách à. xử lý thì mình làm gì mình một là mình khay phim lại cho đứng yên hai ấy, là mình khử cái chuyển động là đi à, khử chuyển động thì nó có một cái phần cân bằng cân bằng ở đây này video stabilizer đây này stabilizer thì cái này nó áp dụng cho cái cảnh mà nó bị rung lắc á à. còn cái này thì em không biết nó áp dụng được thành công không nhưng mà mình cứ thử thôi còn nếu mà nó không thành công nữa thì anh có việc là anh khay phim cái thằng position á cái phần này nè ví dụ nó đang chạy qua đây nó khử anh khử ngược lại là anh cho nó dịch dịch qua đây là nó sẽ ok à. cái position này là nó theo cái hướng chuột của, mình kéo luôn anh đúng rồi anh ví dụ như bây giờ em em thử giùm anh một khúc này đây nè anh nhìn nè nó đang chạy nè anh đặt giùm em một cái position này đây thì anh Được. anh dịch chuyển này anh dịch chuyển qua anh anh di chuyển cái hướng chuột này anh mũi tên qua thôi nha mũi tên qua phải thôi nha đây nè à. anh mũi tên qua phải là nó dịch chuyển qua thì hiện tại anh thấy nó dịch qua thì không muốn cho nó dịch qua nữa thì anh kéo ngược lại về bên trái em đang kéo sai này em kéo cái video dưới nha. kéo ngược về bên phải bên trái Được. thì nó khử cái khử nó khử ngược cái tính năng chuyển động của nó đi ví dụ như đây nè đó còn nói dịch chuyển qua phải thì anh kéo ngược về bên phải cái à. này cái này nó hơi cực ở chỗ là thứ nhất là anh chọn video nó chưa đúng, chả có ừ. ai mà chọn cái video kiểu này, thứ hai nữa là cái phước tịch của mình nó phải trùng, trong trường hợp này à. em thấy nó đã trùng rồi nó cũng khá là ok rồi nhưng mà anh nên chọn một cái cảnh tỉnh ví dụ như mây trời tĩnh, ừ. à, nó sẽ hợp lý hơn, tại vì cái cái cảnh chính của mình nó tỉnh mà, ok, đấy, cái cách xử lý bài toán là vậy anh ha, chắc là chắc là mình dừng ở đây anh ha, bây giờ em chốt lại cho anh nè chốt lại cho anh dễ nắm này, thứ nhất là video này nó ám lên toàn bộ video nó không có mát nó chỉ chỉnh màu thôi, à có nghĩa là anh không thể dùng một cái video của người ta mà anh chỉnh lại thành của anh được, ừ, anh ừ. nên quay dùm em một cái video ví dụ như giờ anh quay ở Sài Gòn đi, đúng không? Okay. Quay ở Sài Gòn và anh quay ở cầu Sài Gòn đi, cầu đỏ đi, à, thì rồi, anh rồi. anh chỉnh dùm em là cái màu nó âm bản, cách chỉnh màu âm bản theo nãy giờ em hướng dẫn rồi, thì anh cứ vào trong cái mục là mình đây rồi. và anh chỉnh hai cái tóc này, làm sao anh ra được cái màu gần gần giống người ta thôi chứ anh đừng có lấy okay. cái màu đừng đừng có làm tự làm khó mình là mất rồi mình lấy cái của người ta rồi mình mát được các kiểu okay. nó khó đấy là cái okay. cách và nó là có một cái cách thứ hai anh khỏe hơn cho anh nữa là nếu mà anh không chỉnh ra được cái màu anh mong muốn thì anh hãy cài cấp kết sao cho nó có được cái tính năng là xin màu ừ. à, xin màu ở trên đây thì hiện tại cái này không ừ. có thì em không xử lý được thì anh chỉ cần okay. anh copy cái màu này qua là xong nhưng mà em vẫn khuyên anh dùng là dùng video của mình và chỉnh ra thì nó dễ hơn. Xong rồi anh lưu ừ. cái preset lại. À, anh qua đây anh, anh có bởi sau anh xài tiếp. Nó nhanh hơn okay. nhiều. Đấy, đấy là cái phương án. Còn để mà xử lý cái video người ta sẵn rồi rồi mình khớp vào thì mình phải làm sao mình quay được cái video theo cái cách của người ta có sẵn. Okay, đó là, anh là mình hiểu. cách mình sử dụng nguyên liệu đó. Rồi, như vậy thì ok cho anh nhỉ? À... Cái này thì mình không biết là trong quá trình mình làm á, nếu mà mình có thắc mắc gì nhờ anh hỗ trợ giùm mình được không? Thì tất nhiên là hồi nãy giờ em hỗ trợ rồi nhưng mà vấn đề là anh đang chọn cái hướng nào? Ví dụ như anh anh vẫn thì anh vẫn chọn Thì cái như vậy hướng... anh, để tại vì cái hồi nãy giờ anh hướng dẫn nó cũng khá nhiều á. Yeah. Nên để mình làm thử đi. Rồi nếu mà có cái gì nó chưa hiểu á nhờ anh hướng dẫn lại giúp mình cái tại vì nó nhiều <laughs> cách quá <laughs> tất nhiên là nó sẽ có nhiều vấn đề nhưng mà cái cách mình xử lý là ban đầu bài toán anh đặt ra rất đơn giản và em nghĩ là em chỉ nói anh ví dụ như em em nghĩ là anh đã biết và nắm hết tất cả rồi anh chỉ có cái cách chỉnh màu thôi nãy giờ là anh hỏi thì em cũng nhiệt tình trả lời thôi nhưng mà thực ra cái đó không không phải là trong cái nhiệm vụ của em ví dụ như nha anh đang hỏi về cách chỉnh màu thì em chia sẻ về cách chỉnh màu sao cho nó ra như vậy là nó nhanh lắm chỉ có 10 phút hoặc 5 phút thôi là xong nhưng bây giờ okay. bây giờ mà cái bài toán anh đặt ra là phải làm sao mát cho giống người ta hoặc là đem cái video của mình sao cho thay được á, thì bữa sau anh hỏi lại vấn đề đó thì nó rất là khó cho em nên là okay. nên, nên là cái, cái hướng của mình nè bây giờ em sẽ nói nè, cái hướng của mình là anh nên quay một cái video và được. mình chỉnh màu sao cho nó ra bản đấy là cái cách còn thứ hai nữa nếu anh anh muốn cho nó tốt nữa thì anh hãy cài ra một bản cấp kết nó có được cái tính năng sinh màu thì anh lấy cái màu của người ta tạo ra một cái hình ảnh như hồi nãy em làm á là ừ. và anh xin cái hình ảnh đó với cái màu của mình là nó ra luôn rồi không cần phải suy nghĩ okay. gì cho nó cầu kỳ đấy ok chỉ hai hướng đó thôi còn anh đấy. muốn mát theo kiểu này thì bắt buộc anh phải làm nó khó hơn và cái cấp kết nó không phải là lúc nào cũng đảm bảo cho mình cái công cụ để mình làm cho nó chuẩn thì đấy đấy là cái cách chia sẻ của em còn okay. tất nhiên là nếu mà anh không hiểu nữa thì em sẽ kết em edit cái video này lại và em đưa ra những cái phần chính cho anh để anh nắm lại đấy ok rồi như vậy anh ha rồi dạ yeah. rồi ok cảm ơn anh dạ dạ rồi em chào anh ạ à.